Xin chào tất cả các bác nhá. Chào mừng các bác đã quay trở lại với kênh của Hoàng Hiền. Hiện tại bây giờ thì Hoàng Hiền đang có mặt ở một cánh đồng ngô rất bao la và rộng lớn. Khu vực này thì gần nhà cô Toán Tí Hon. Ngày hôm nay thì là chị gái với lại cô Toán thì là đi làm thuê. Đi không biết là làm thuê cái gì dưới kia cho nhà ai dưới kia kìa. Thì là đấy, Hoàng Hiền điện thì đang về rồi. Hôm nay thì Hoàng Hiền vào thì là mua cá các bác nhá. Cá chấm. Mua cá rất to về nấu ăn. Mua cá này, mua bia này, mua rau thì là này. Cà chua về nấu cơm ăn cơm cùng anh em diễn viên điện tử đi làm thuê. Đấy, bồi bổ sức khỏe cho anh em diễn viên điện tử. Đấy, mẹ ấy làm lâu chưa Thành? Mẹ con làm lâu rồi. Thế à? Con ở đây với anh Thành chị Quế à? À anh Toàn chị Quế à? Con đói bụng chưa? Con đói bụng rồi. Thế tí ăn cá nhá. Vào đây chú hỏi nè. Thế con có quý chú Hiền không? Con có. Thế có quý mẹ không? Yêu mẹ rồi gì? Thế dạo này nó ngoan chưa? Rồi ạ. Tiếp tục phát huy nhá. Đừng để chú Hiền nghe đấy, một lần nào nữa là con hư nhá. Trời hôm nay thì đang mưa. Mưa vẫn rơi. Lâu lắm rồi, khoảng độ gần một tuần hôm nay mới có mưa trở lại. Mưa không mưa to, mưa bé. Mưa phùn giả dích. Rậm mù trong tít đấy. Ngon chưa? Đây. Cái này quấn ác này. Ơ chị gái xem cái nào quấn to đấy. Nhìn thấy con này quấn to hơn cái này không? Bốc cải kìa, xem cái nào quấn to hơn không? Cô Toán này vườn rau nó cực đẹp luôn. Cây quả lên, cây đang vượt tán lên. Đâu? Không có nào quấn to hơn à? Không. Đây này. Mè mè nhỉ? Bé hơn. Con đi cánh ngoài. Cái ngoài to nhất. Vườn rau đẹp với cô Toán ạ. Chặt cái đấy. Đây chặt cái này. Đưa cụ Toán. Lấy hết cả cái ở trong ăn được hết. Non. Cô ơi, ăn mấy cây rau sống. Đấy, xà lách. Hoa hồng cụ Toán xin nhà Hoàng Hiền để cắm lên hết đi. Hả? À, xuống đi ngã đấy. Úi, hồng xiêm, bà gái nhìn sai chưa này? Em được ăn ở đây rồi. Đủ thứ rau. Đỗ. Mấy cây rồi? Thế đủ rồi. Dòng quá non luôn. Hít rau răm nhé. Non này. Cá là phải có cái này. Thì là ớt. Ớt còn quả nào không Toán ơi? Cô Toán Tí Hon. Ớt còn quả nào không? Tí lấy mấy quả đây. Non quá. Non này nhìn thấy trứng vịt lộn. Nhớ trứng vịt lộn. Non lắm. Nên cực tốt.
Đúng rồi, không có gì bằng đất đai, có đất đai có thể trồng trọt được. À, cái sản phẩm mình tự làm ra mình thích, ăn cái gì mình phải có thì mình có. Đấy. Ví dụ có quả trứng Việt lộn mà không có rau thì cũng chán. Đấy, chạy ra chợ mất thời gian mất tiền mà lại ảnh hưởng sức khỏe. Rau ở chợ thì cũng không thể đảm bảo được. Phun thuốc sâu à? Hoa hồng. Đây là cây hồng leo tường vi. Cây này có toán cắm cây vẫn cành nó lên leo cây luôn. Còn cái hồng này là dưới là cây khác. Cô toán cô xin mấy cây khác nhau. Đây là cái tường vi này, cái hoa này, này. Hoa này mới lại cái hoa này là khác hoàn toàn nhau. Sao con? Thơm lắm chưa? Thơm lắm à? Nó sống à? Tước ấy, tước cái nhánh. Xả nước rửa. Rửa cái này. Măng thì là thành măng thì là đây là chú. Bắn ra đi. Được rồi, ấy đi, ấy đi. Tí nữa để cứ để, cứ để. Thành bỏ đừng để đấy con bẩn. Cô cứ bỏ cái cá ra ngoài đi, tí để hấp bia. Rửa mấy nước. Ngạt đấy, nhặt cái thì là đi. Rồi, cho nẫn rau răm này, thái nẫn. Cô để chị gái nhà cô đi xin lấy quả ớt đi. Có chưa? Ồ, ok. Mang cái thớt ra luôn đi. Rồi, cầm thớt đi. Để thái luôn. Được không? Rồi đi. Nhẹ không lát. Này áo bò ghê không? Như cái phố nhỉ? Hả? Rồi em tóc phát nhuộm đen phát lại trẻ ngay nhỉ? Tưởng cái phố mới về. Dạ. Thích gọi là gái phố hay là gái quê? Gái quê chứ gái cái phố. Thích gọi gái quê à? Ừ. Nhưng mà không gọi là cụ đúng không? Không. Gọi là bà gái đúng không? Hả? À. Cô chào cụ Toán. Nhanh đi, nhanh đi. Mang cà chua rồi. Rồi, rũ nhanh là được rồi, mang vào đi. Rau sạch chứ. Siêu sạch, nó rũ hết đất là được. Thôi chứ. Được rồi. Ôi. À. Ngon chưa? Rồi, để ra tí thái. À, cà chua, đâu anh kia, ngắt cà chặt luôn kia đi. Đây cho luôn đây, bấm luôn cái gãy này được, phải ấy mất thời gian. Cái này á? Ừ, cho lẫn này. Rửa luôn. Cứ lẫn hết cả rau răm không sao đâu. Tí mình cho lẫn hết rau mà. Trong đường vườn rau sướng thật nhỉ. Rửa sạch đi xong rồi cho rửa thớt đi. Chạm đất rồi cả, cái đuôi tôi bỏ đi. Bỏ cái đuôi đi. Thả luôn. Thả luôn. Thái bé hơn tí. Ngấm nó rau. Thái bé ăn tí. Hả? Bé ăn tí nữa. Đấy, được rồi. Độ toàn với quế có ai mà không ăn được cay không? Con ăn được cay. Quế ăn được cay không? Ăn được. Quế không được cay à? Ừ.
cho thuê cho một quán thôi, cho quả ớt thôi. Bà gái mà cầm chai bia đi trong bếp thấy một quán thấy nhỏ. Mà là một canh này bí mật không? Không. Thôi quả này quấy nó còn được canh thế rồi. Đây thái luôn. Rác vào đi một canh nhỉ, giải đều mà. Thôi, để tí mà tao nó ngửa lên trên này. Thôi rồi, thế thôi, thế được. Cất đi, mặn. Anh em sẽ thưởng thức món cá trắng hấp bia, rau thì là rau răm, ớt, cà chua, rau bắp cải. Cùng anh em diễn viên điện tử nha. Con đói rồi ấy. Đói rồi à? Vâng. Thích ăn không? Ừ, thế có ngoan được không? Con có. Hả? Nhìn được máy quay này. Nhìn được máy quay. Thế sao lúc nào ở cạnh chú là con ngoan ấy? Mà gần mẹ con lại không nghe lời. Con mẹ bảo con sáng nay mẹ bảo con xách cán cho bò con làm luôn. Xách cán cho bò làm luôn thì vâng. Ngoan rồi gì? Vâng. Ok, thế là chấm điểm cao nhá. Vâng. Cứ thế phát huy rõ chưa? Vâng. Nghe lời nhá. Vâng. Nữa đi, cho quả nữa. Nữa đi, bơm tiếp đi, đã. Cà chua chưa chín mấy nhỉ? Bếp cháy chưa chị gái? Thế được. Được rồi. Cô Toàn ấy đi, tay đang sạch, rửa thay tay sạch xong thì trộn đều cái bóp đều này. Cho một ít rau vào trong cái bụng của cá nhé. Bóp bóp đều vì nó lấy một cái cho một canh rồi. Trộn đều sát vào cái da con cá. Này. Dùng cái chiêu gì cậy ra này, dùng đi. Đố thì làm thế nào cậy được cái này. Người ta lấy răng họ cắn á. Hả? Chị được cắn không, cắn được không? Cắn được à. Hả? Răng chắc không? Không. Đâu đâu, qua đây qua đây. Thành ơi, chú trêu thôi. Người ta phải có kỹ thuật mới cắn được chứ con cắn phát gãy răng ngay. Con chỉ cắn một cái đấy. Đấy, thế mà còn cắn làm gì? Bẻ một cái. Ừ? Sáng nó bẻ cái răng. Đây chị Thai bảo. Chị mang đây. Nhìn cái bò này không? Chị ngồi đó. Ngồi đó. Chị đặt cái chai bia giáp đây. Đặt cái này thẳng cái chai này xuống. Thẳng chai bia xuống. Đây. Để Nguyên từ từ nhá. Để Nguyên này nhá. Giật mạnh phát nó xuống. Mạnh á. Không, giật thế không được. Thôi đây được. Đấy, thấy chưa? Giật phát nó ra ngay. Đúng không? Ngay rồi, cho Thành cầm xuống để đổ nồi cá. Nha. Úi dồi. Wow. Trời đất quỷ thần ơi. Hấp dẫn quá. Wow. Mùi bia lên thơm chưa? Thơm ngát luôn. Này khả năng bên ngoài cánh đồng ngô họ ngửi thấy. Mèo kiểu gì đi sang một đàn một mèo đây rồi. Bọn mèo thính mũi lắm. Không, dở nó hết cả đó. Nó chín nó thấu hết mà. Cá nó nhanh chín đấy. Mình hấp này đủ nó không tanh nữa rồi. Đầy đúng không? Tí nữa rồi. Lấy một nửa vừa đẹp lồi. Rau thủy chưa? Chưa chín đâu. Làm hai đĩa. Thử mềm chưa? Ôi, thử tép thôi.
Đấy, được cái góc đã lên mâm rồi các bác ơi. Đấy, xin mời các bác nha, sẽ thưởng thức ẩm thực cá chấm hôm bây giờ cùng Hoàng Hiền và anh em diễn viên điện ảnh. Hôm nay là hai diễn viên điện tử đi làm thuê về, về bắt đầu quánh chén ngay, đang đói bụng đúng không? Thú vị không? Ăn thìa lấy thìa. Ơi, để bát canh này lại đầu này cho dịch này. Chị gái, dù cái mâm cá gì bên cho bọn nó gắp được. Dù gì bên cho ông Toàn đấy, kéo sang. Đúng rồi, đấy được rồi. Thôi để cho bát canh cho mình được. Đấy, đưa bát này đây. Bát này bên này. Đây, bát này đông cơm cho anh em này. Đói chưa, cả nhà đói chưa? Quế ngon không? Chưa còn ăn đã biết ngon nhỉ? Thơm. Đang đi đâu chị cái? Thành ăn thìa. Đấy, xoay gắp dễ. Gắp được không? Thôi mời các bác đi, ăn cơm đi. Cảm ơn các bác. Ok, mời cả nhà nhé. Thành sắn cái ông áo đi. Cởi áo rét ra. Lạnh mấy đâu. Đây Quế ngồi gần là chú cũng gắp dễ. Toàn ngồi giáp vào. Số đấy gắp được không? Có lên xe. Rồi test, test thử nè. Mời cả nhà đây. Mời các bác nghe. Test thử. Vừa bạn đấy nhờ. Ngon đấy, thơm nhờ. Rau sống thì siêu sạch. Này đun hơi cạn một tí. Đáng để nó không cạn con nước cho anh em chan. Chan nước cơm vào lắm. Cảm ơn Quế. Đây là cái đũa nó còn gắp được. Cái đũa kìa. Ăn đũa thì gắp mà ăn xong rồi cơm thì và test rau sống chấm cá luôn. Được rồi. Lấy đũa mà gắp anh ạ. Hả? Thế đũa đâu mà gái cắt đi làm gì? Nó có đũa rồi đây. Đũa của Quế. Này đũa. Đũa mà gắp. Cá nó thìa nó xúc lát hết. Nó béo. Đấy, để nó ngắp. Béo ngậy. Đây, cho cái bát này để xương vào đấy. Đưa cái bát canh cho chú. Đưa bát canh nha. Ba anh em mình ăn không để xương vào đấy, đó chưa? Đây, Quế gắp cái này ra. Gắp này ra để vào đấy. Đúng chưa? Xương sủng để vào đấy. Ba anh em. Đấy, bà Toàn này thiết kế bát nấu chấm này được.
Đặt trong này cho anh em cùng chấm. Cho trong. Đấy. Hả? Cái đuôi ít xương. Ít xương á? Cái này nó bản thân nó đã ít xương rồi. Bản thân cá chấm là ít xương. Ừ. Ít không? Rô phi cũng ít. Nó mà nhiều hóc răm nó phải là cá trôi ấy. Rô phi mới là cá hoan. Ừ. Trôi là nhiều hóc răm nhất. Thôi, đừng rút. Căn đâu mà rút. Còn mắt con nữa không? Chị lấy mắt con nữa, chị lấy xiêm một cái nửa mắt nước chấm rồi cho mẹ nó gấp vào đấy đỡ thì. Đấy đủ nửa luôn. Chấm nửa đẹp này. Đây, đây. Đặt nuôi đây bọn nó chấm cho dễ. Còn nước nào không cô ta? Còn nước nào? Còn không? Hết rồi. Còn nó cho ăn cơm ăn không béo không vậy? Bê bát lên tòa thành. Ăn cái béo lên. Bê ăn. Ừ. Béo cái ống áo này. Kéo nó chỉ cái kéo áo lên. Cao lên kiểu này ấy. Nước này tòa. Toàn nó kéo lên. Đấy, ăn cho nó đỡ ấy. Mạnh này đi củ gái rồi. Hai củ. Nó nóng thì tí nữa nó muộn. Cái này nóng mới ngon, cái này muộn không có gì đâu mà. Muộn là mất ngon luôn. Trên toàn nặng. Quý ăn đi. Rau sống mát nhỉ? Gọi nó không biết rau sống nhỉ? Găm này. Còn bát này thôi. Đây này. Sao? Cho ăn cơm á? Con đây bên này này. Đúng rồi. Trưa này mà điện rồi. Mà phải gắp cho Thành miếng. Đây này, gắp cho đây này, toàn này. Đây này, đúng chưa? Gắp cho đây này, đấy. Đấy, quế. Rồi. Đây, bỏ hóc đi nhá. Thành như mẹ gắp rồi đúng không? Ui, nát lắm đây. Cho thìa vào. Đây. Bỏ hóc đi nhá. Hóc mà chết đấy. Đấy. Còn này. Đâu, cho quế mình nữa. Đấy, ăn đã đi. Chú ngoan là chú quý nhá. Các bác cũng quý mà hư là không được. Hư là không ai người ta quý đâu. Gắp ăn đi cụ, hai cụ ơi. Hai cụ gắp cá ăn đi. Cụ gái. Ăn đi. Cái mèo nhúng đâm không sang đây nhỉ? À, bên nhà nó có đồ ăn ngon nó không sang. Nhà ông cổ nhỉ? Nhà con dạy con gái.
Bình thường này con mèo nó quấn quanh này, nó ngửi mùi thơm này, chạy ngay. Mày đa lẩu. Thính nhá. Nhớ là để ý con hóc nhá. Hóc là căng đét đấy. Ngon thì ngon mà hóc là... vừa ăn bữa cơm cùng các diễn viên điện tử, món cá ngon quá các bạn. Ngắm vườn rau nhà bà Toán thì nói là đẹp, su hào cũng là to đuỳnh. Hoàng Hiền cũng kết thúc video này đây nha, xin hẹn gặp lại các bác trong các video tiếp theo, các cái chương trình ẩm thực cùng các diễn viên điện tử của Hoàng Hiền.